Những chiếc vỏ lon bỏ đi dưới bàn tay tài hoa của một người thanh niên ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã được hô biến thành những món đồ chơi nghệ thuật. Những kiến trúc nhà siêu đẹp sẽ khiến cho người xem phải trầm trồ thán phục. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngay sau đây. Anh Lại Minh Trí ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt đầu có ý tưởng làm những món đồ chơi mô hình từ vỏ lon bia nước ngọt từ lâu, lúc còn đang học lớp 9. Tuy nhiên do không có điều kiện triển khai ý tưởng và bận học nên đến khi học cao đẳng nghề mới bắt đầu làm. Những sản phẩm đầu tay Trí làm từ năm 2019, anh lấy kiểu mẫu từ những chiếc xe, nhà cửa, trạo cụ trên mạng về, sau đó vẽ lại trên thiết kế 2D và cắt lại kích cỡ phù hợp. Đặc biệt gần đây nhất, mô hình khủng mô phỏng nhà hát lớn Hà Nội của anh khiến nhiều người trầm trồ. Thì em bắt đầu làm sản phẩm từ năm 2019, tại vì em thấy hiện nay rác thải rất là nhiều, nên em chọn cái vỏ lon bia để mục đích là tuyên truyền thông điệp nhỏ đến mọi người. Mô hình nhà hát lớn Hà Nội này làm từ khoảng 100 vỏ lon bia cùng một số vật liệu khác để làm phần mái và các chi tiết phụ, kích thước dài 1,7m, bề rộng 1m và cao 82cm. Theo Trí, mặt trước được anh tìm hiểu cặn kẽ các chi tiết từ hoa văn trang trí, còn bên hông và trong thì anh chỉ mô phỏng vì không rõ lắm chi tiết. Cái khó khăn đầu tiên là chúng ta phải làm thẳng cái vỏ lon trước đã, vì cái làm thẳng thì sản phẩm mới đẹp được. Còn cái những cái vỏ lon mà nó nhăn thì chúng ta sẽ cố gắng làm thẳng tối đa, xong rồi chúng ta sẽ gia công những chi tiết khá là tỉ mỉ. Nói chung là cái làm bên vỏ lon này á, thì mình phải có kỹ năng với sự kiên nhẫn nhiều hơn thì mới có thể tạo ra sản phẩm đẹp được. Ngoài đam mê tái chế sản phẩm với thông điệp bảo vệ môi trường, sản phẩm của anh còn được trưng bày bán cho những người sưu tập có cùng đam mê hoặc khách hàng là những bạn học sinh sinh viên. Giá bán dao động từ vài trăm ngàn đến hơn 12 triệu đồng cho một sản phẩm.